cả hai đã có một cuộc sống bình thường hạnh phúc bên nhau, nhưng đó là chỉ mong đi ra xa hứa một đó. Sau khi lần chết cô ấy tháng biết tất à, rồi cao cao lên rồi. Amin hỏi cậu làm tất cả những điều này. Rồi cao cao, đừng ở chăm dưới, đừng ở chăm dưới, đừng ở chăm dưới chứ. Đỡ lên trên đấy. Đỡ cao lên. Đỡ cao lên, đỡ cao lên. Ồ, pháo này không may lắm. Nó bị ám ảnh chơi chứ. Nó có cây to là cây to mà con nhé lấy cây to. Sợ sợ, nó hơi sợ cháy nè. Sợ cháy chứ. Nè, con sợ nhất là cái này á. Nè, đúng rồi, con sẽ nói nó là con mỏi à. Chứ nói thấm vô rồi, tay nó cũng thấy đau đâu. Sau khi chúng ta mọi người không có mặt chúng ta mang em lên để ăn tặng cho mấy cây nữa lúc này thì ở phòng tây á